Thưa quý vị và các bạn, cam cara hay còn gọi là cam ruột đỏ có giống từ nước Úc đã được công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Đại Nghĩa, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương tiếp nhận và thực hành thành công toàn bộ quy trình kỹ thuật nhân giống và canh tác thực phẩm. Và mới đây, quả cam cara tươi cũng đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, mở ra hướng tiêu thụ bền vững cho người nông dân trồng cam. Đây là vườn cam cara của anh Lê Văn Tuấn ở xã Ró, huyện Đơn Dương, được trồng trong nhà lưới. Theo anh Tuấn, thay vì trái cam nhỏ, vừa thì trái cam cara trồng trong nhà lưới rất to, trung bình 350 gram một trái, từ 3 tới 4 trái là được 1 kg. Cắt ngang trái vẫn giữ được màu đỏ cam đặc biệt, vị ngọt và chua đậm đà. Bên cạnh đó, trồng cam cara trong nhà lưới còn có lợi ích ở chỗ là cây cam không bị côn trùng gây hại, không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều. Tốc độ lớn của cam cara trong nhà lưới cao hơn trồng ngoài trời tới 30%. Cây cũng dễ chăm sóc, cần ít nước tưới. Hiện tại với 6 sào cam đang ở tuổi thứ 6, thời kỳ rộ, anh Tuấn thu được trung bình 150 kg cam một cây. Với trên 300 gốc cam, anh Tuấn thu hoạch khoảng 400 tấn trái một năm. Giá bán hiện nay tại vườn là 50.000 đồng một ký, đã có hợp đồng bao tiêu với một doanh nghiệp. Sau khi trừ hết chi phí, anh thu được khoảng 500 triệu đồng mỗi năm. Việc quả cam tươi được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao mở ra thêm hướng tiêu thụ cho người nông dân qua các kênh phân phối hiện đại.